nhìn lại những cái độ cũ của nó này. Đây là những cái dấu hiệu mà cho thấy là cái xe nó nát, là chủ xe điều thời gian dài mà vẫn cứ tiếp tục đi đi hoài đi tới lui là nó hư, là do đây một phần lọc trụ phù bắp này, rồi nhớt không bơm lên đầu lấp. Đây đây là cái nắp chụp này quá nặng đó, thì nói chung cái đầu là coi như bỏ hết ha. Mình có thay, mình có làm lại cái đầu phục hồi lại nha. Phục hồi lại thì anh em thấy đỉnh cam này đúng không, ngon lành. Đây mới làm, mới phục hồi thôi, còn mình còn rửa nữa, ráp nữa là sẽ ok ha. Đó thì phần này cũng vớt cái mặt chảo, tránh xì nhớt nha. Thì những cái phần như hỏng xăng đồ đây này anh em, thì chắc chắn phải thay vệ sinh cho sạch sẽ rồi ráp lên. Đó, đen như nước bùn luôn này, khủng khiếp thiệt. Đồ, nói chung là một thời gian dài á thì có vẻ hơi bị rơ nha. Thì bây giờ trong đây là mình sẽ phục hồi lại, mình sẽ xoáy lại trái bê tông nha, xoáy trái bê tông cho chủ xe đi cho nó ngon lành ha. Trái bê tông mới nha, rồi trái bê tông zin hãng của phim, trái phim, trái zin nha. Thì cái đầu thì mình có làm lại nắp chụp và thay lại nắp chụp và làm lại cái rãnh cam mới cho nó ngon lành, cho nó êm luôn, nó không phải bị kêu hoặc là ấy nữa. Rồi thì phần lòng thì cũng xoáy lại thôi, xoáy lại một cái bê tông mới thì phải xoáy lòng lại hết nha. Rồi giờ tiến hành rồi vệ sinh rồi gắn lên rồi ráp vào cái gì nổ máy. À, những cái phần như mình sẽ thay hết ron nha, ron máy này, phốt su bắp này, đó, bốn cái phốt su bắp khi mà tháo ra là thay bốn cái phốt su bắp, xài full đồ hãng. Anh em lưu ý nhớt nhau kỹ càng nữa là ngon lành, không bao giờ sợ bị lấp bị lột nữa nha. Rồi chào anh em.